À, chào tất cả mọi người, cái góc lan nhà mình vừa mới nới được thêm một gian nữa, dài 6 m, rộng 2,4 m, và nó có chiều cao là 3 m, thì mình treo lan bên trên thì đi qua đi lại rất là ok, không vướng víu gì cả. Thì trên đây mình treo hai phía bên ngoài là giả hạt, còn lại là các loại lan đủ loại hết. Phía dưới này mình cũng đã bố trí lại, thiết kế lại. Dưới này cũng khá là nhiều loại, trong đó đặc biệt là các loại lan ví dụ như là bút chì này, hàm long này, lộng này, giáng hương, long tu, gia báo, giả hạt, đuôi chồn, nghinh xuân, kiều tua, kiều vuông, vanda, vảy rồng, kim điệp, cẩm báo, kiếm, mỹ dung giả hương, vanda uyên ương, xương cá, đuôi cáo, bạch hạc, nhất điểm hồng, hồng dâu, hải yến, huyết nhung, hoàng lạp, trầm, len, vân vân. Còn trên đây thì chuyển mình trồng giả hạt này các bạn, rồi ở giữa có hoàng phi hạt. Hai bên là giả hạt. Giả hạt thì những cái do mình chăm sóc còn sót lại sau cái vụ trộm thì mình mới gây dựng lại. Đó. Long tu, kim điệp, đuôi chồn, đây là long tu nè các bạn. Cái gian này chi phí tiền sắt khoảng 1,1 triệu, tiền công 200 là 1,3 triệu nha các bạn. Làm trong vòng một buổi là xong rồi, làm khá đơn giản. Và vừa rồi mình cũng di dời rất là nhiều cái giò lan phía dưới cây me ra ngoài này, tại vì cái này là mùa này mùa ít nắng cho nên mình di dời các cái giò lan ra ngoài. Cự ly các cái thanh sắt thì khoảng 40 phân, 40 phân là treo vừa này. Và các bạn nên dùng sắt tròn nha, cái sắt để treo lan các bạn dùng sắt tròn thì nó sẽ cứng hơn là cái sắt vuông, treo nó không bị oằn. Đây tổng quan. Chào ông.